Kênh cây thuốc Nam xin kính chào bà con cô bác và các bạn, và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh cây thuốc Nam đã ghé xem video để tìm hiểu dược liệu tác dụng và liều lượng. Mời bà con và các bạn nghe chi tiết sau đây. Kênh cây thuốc Nam hôm nay giới thiệu cho bà con về bệnh tắc mật. Mời bà con và các bạn nghe đại cương về cái vai trò của mật là gì. Mật được sinh ra từ tế bào gan, mật chứa cholesterol, muối mật có sắc tố mật, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Một nửa lượng mật tạo ra được bài tiết thẳng xuống ruột thông qua hệ thống ống dẫn, nửa còn lại sẽ được cô đặt lại và dự trữ ở túi mật để sử dụng khi cần. Khi chúng ta ăn, thức ăn sẽ kích thích túi mật co bóp và phóng thích mật để dễ tiêu hóa. Đó là về phần đại cương của mật. Và phần thứ nhất đó là tắc mật là gì? Mời bà con và các bạn nghe. Tắc mật là tình trạng tắc nghẽn đường xúc mật ở trong hay ngoài gan, làm mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Người bị tắc mật sẽ khiến vi khuẩn sẽ phát triển trong đường mật, gây nhiễm khuẩn đường mật. Tắc mật nặng có thể gây các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe như rối loạn chức năng gan, suy thận, rối loạn đông máu, suy giảm chức năng hệ tim mạch, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng máu, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Về thứ hai đó là nguyên nhân tắc mật, thường do một số nguyên nhân chính như sau: sỏi đường mật, u đầu tụy, u vùng bóng vector, ung thư đường mật hay gặp u vùng rốn gan, còn gọi là u clotting. Đó là nguyên nhân gây tắc mật. Và nguyên nhân khác gây tắc mật, mời bà con và các bạn nghe tiếp. Về nguyên nhân khác gây tắc mật đó là dung chui ống mật, biến chứng gây chít hẹp hay tắc đường mật sau phẫu thuật cắt túi mật, sau cắt đoạn dạ dày. Về triệu chứng lâm sàng thì nó thể hiện lên là sốt, sốt cao từ 38 đến 39 độ, có thể kèm theo như là đau bụng hoặc sốt xảy ra sau cơn đau. Về phần này thì mời bà con và các bạn nghe. Một đó là đau bụng. Đau bụng thì thường đau ở vùng gan, một số trường hợp đau trên lưng bên phải hoặc đau vùng thượng vị. Còn tùy thuộc vào nguyên nhân tắc mật mà vị trí đau có thể thay đổi và mức độ đau cũng khác nhau. Nếu tắc mật do sỏi mật có thể gây cơn đau dữ dội, cơn đau quặn gan, đau ở vùng gan lan lên vai và sau lưng. Gặp ở trường hợp bệnh nhân bị tắc mật do dung chui ống mật hoặc tắc mật do có u bón hoặc ung thư, có thể có hiện tượng đau âm ỉ, đau tức vùng hạ sườn phải hoặc vùng phí trên rốn. Đó là những cái hiện tượng mà đau bụng là do tắc mật, bà con chú ý trên cơ thể của mình. Thứ hai đó là vàng da, có thể vàng nhẹ ở cùng mạc mắt đến vàng da đậm hoặc da sạm lại. Tình trạng ứ mật càng kéo dài thì da càng sạm hoặc có những chấm sắc tố. Nguyên nhân là do ứ mật làm gián đoạn quá trình chuyển hóa bilirubin, sắc tố mật, làm nồng độ bilirubin huyết tương tăng cao. Và tiếp tục phần thứ ba đó là ngứa. Nếu bà con thấy ngứa trên da thì do nồng độ axit mật trong máu tăng cao, gây kích thích các dây thần kinh dưới da. Biểu hiện ngứa không nói lên mức độ tắc mật. Ngứa thường gia tăng vào ban đêm, khiến bệnh nhân mất ngủ hoặc nặng hơn khi thời tiết nóng nực. Đó là hiện tượng của bệnh tắc mật. Và thứ bốn đó là nước tiểu sẫm màu. Tùy vào mức độ ứ mật mà nước tiểu sẫm màu ít hay nhiều, có thể vàng đậm như nước chè hay đỏ đậm như nước vối. Triệu chứng này thường xuất hiện khi có vàng da, nguyên nhân do có bilirubin trong nước tiểu. Phân thì màu đất sét. Bilirubin là sắc tố mật chính trong thành phần dịch mật, làm phân có màu vàng. Khi dòng chảy của mật xuống ruột bị cản trở, lượng sắc tố mật có trong phân sẽ bị giảm sút nên trở nên nhạt màu và có màu đất sét. Về phần thứ năm đó là người mệt mỏi, ăn uống kém, mất ngủ và sợ béo, sợ mỡ. Bệnh nhân bị tắc mật thường có biểu hiện người mệt mỏi, sức khỏe kém, ăn uống không tiêu, nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ có cảm giác sợ hãi. Và sau đây thì chuẩn đoán bệnh tắc mật như sau: để thăm khám lâm sàng, kiểm tra mạch thấy mạch chậm nếu đã có nhiễm khuẩn, kiểm tra thực thể có thể thấy gan to, lách to hơn bình thường. Trường hợp nghi ngờ tắc mật, thầy thuốc và bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra như sau.
các xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm máu. Khi có tắc mật, lượng bilirubin trong máu tăng, ngấm vào các mô mỡ, da, gây vàng da. Trong tắc mật tăng bilirubin, trực tiếp bilirubin máu thừa bình thường là 10mg trên lít hay 17 mol. Phosphataza kèm là một loại men được bài tiết theo dịch mật. Khi có tắc mật, men này tăng sớm và có giá trị đặc biệt để chuẩn đoán tắc mật, bình thường khoảng 10 đơn vị kinh. Và sau đó thì thầy thuốc và bác sĩ kiểm tra chức năng gan. Thì để kiểm tra chức năng gan thì bà con và các bạn được thầy thuốc là chụp X quang, siêu âm gan mật, chụp CT máy quét, chụp cộng hưởng từ. Để điều trị tắc nghẽn mật thì mời bà con và các bạn nghe sau đây. Điều trị càng sớm càng tốt để tránh những biến chứng nguy hiểm tùy thuộc vào mỗi nguyên nhân gây bệnh mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Với tắc nghẽn do sỏi và có tình trạng viêm, đầu tiên thầy thuốc và bác sĩ sẽ cho bạn dùng kháng sinh để giảm viêm, sau đó tiến hành phẫu thuật nội soi để lấy sỏi hoặc cắt bỏ túi mật. Nếu đường mật bị hẹp do sẹo hoặc dị dạng bẩm sinh, có thể đặt ống đỡ động mạch để khơi thông đường mật. Nếu xơ gan ứ mật tiên phát hoặc viêm xơ đường mật tiến triển gây xơ gan nặng thì phẫu thuật ghép gan có thể là cần thiết cho sự sống của bệnh nhân. Trong trường hợp ung thư đầu tụy, ung thư đường mật thì việc phẫu thuật loại bỏ khối u và xạ trị có thể giúp người bệnh cảm thấy tốt hơn. Và sau đây thì mời bà con nghe một bài thuốc đông y chữa tắc mật như sau. Theo Trung Quốc, danh phương toàn tập, đó là sách thuốc, thì dùng bài là nhân trần ngũ linh tán, đó là thang thuốc có tên là nhân trần ngũ linh tán. Bà con sử dụng dược liệu như sau: nhân trần 10g, tán mạc hoa 10g, ngũ linh tán 5g. Bà con và các bạn đổ 4 chén nước, sắc còn 1 chén, sắc 2 nước, trộn lại, chia ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Tác dụng là thanh nhiệt, lợi thấp, thái hòa. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe cách phòng tránh tắc mật. Để phòng bệnh tắc mật, bà con và các bạn nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý. Nên giảm lượng chất béo bão hòa và mỡ động vật đưa vào cơ thể. Nên cung cấp lượng chất béo cho cơ thể từ dầu ô liu và dầu cá, giúp giảm lượng cholesterol trong mật. Nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, đây là những thành phần giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ bị sỏi mật. Hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu đường, vì tiêu thụ nhiều đường là một trong những nguyên nhân gây sỏi mật. Nên ăn chín uống sôi, hạn chế ăn gỏi, ăn các đồ chưa nấu chín kỹ. Nên tẩy dung 6 tháng một lần theo định kỳ để hạn chế nhiễm ký sinh trùng dung sáng, vì đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng tắc mật. Nên tập thể dục thường xuyên, mỗi ngày tập 30 phút, uống đủ lượng nước cần thiết cho một ngày là 1,5 đến 2 lít nước trên một ngày. Ở trên đây kênh Cây Thuốc Nam cũng vừa giới thiệu cho bà con một bài thuốc đông y chữa bệnh tắc mật và nguyên nhân và triệu chứng của bệnh tắc mật. Chúc bà con sử dụng dược liệu hiệu quả, mau hết bệnh. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.